quý vị, một trong những lý do Hồ Hennie trở thành thí sinh được chú ý nhất tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 vừa qua chính là mái tóc tém cá tính, nụ cười rạng rỡ và phong thái tự tin mỗi khi sải bước trên sân khấu. Và chính nét đẹp phá vỡ mọi giới hạn đó thì mới đây thưa quý vị, các chuyên gia của Miss Sociology quyết định trao tặng danh hiệu Người đẹp vượt thời gian cho mỹ nhân Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, chuyên trang Miss Sociology đã công bố top 2 xuất sắc nhất của giải thưởng Timeless Beauty, vẻ đẹp vượt thời gian. Vượt qua 3 đối thủ trong top 5, đại diện Việt Nam, Hoa hậu Hồ Hennie và Hoa hậu quốc tế Mariam Valaco là hai gương mặt đi đến vòng cuối cùng. Và cái tên được xướng lên cho giải thưởng này không ai khác chính là người đẹp Hồ Hennie. Cô chính thức giành giải thưởng năm nay với 4.576 điểm. Ngay sau đó, đông đảo người hâm mộ sắc đẹp quốc tế và trong nước đã gửi lời chúc mừng đến đại diện của Việt Nam.